Si si si. Bức tranh đẹp quá. Không phải xi măng cái chỗ đó. Ô tô đi qua đây sướng quá. Canh châu cũ ra đi, canh châu mới lại về. Anh mua được 2 cây. 2 cây con bé tí này, 1 cây cây này, trang này. Thấp tí. Nhiều gốc to này. Như vậy này nó có 3 thân thì mấu ngắn này thôi. Bây làm này không rồi. Tôi thấy phải nhìn thấy cây anh chả thế biết làm sao được. Ôi quả kia là nhiều quả. Nếu mà thích thì hôm nào anh ra chợ chơi chở tất cả mấy cây tiêu tiêu ra đây. Đi chơi xung quanh ở đây uống nước. Đây là anh Hiếu. Cái này cũng là tạm của bác là thích tông cao và đáng người xưa xưa. Con này luôn tốt thì sẽ bóng hơn. Sạch sạch tí. Giá cả thì các bác cứ có số ông Hiếu rồi vừa là nói nhiều lần rồi, lấy số trên này rồi, cứ xem lại và lấy số ấy các bác. Tôi không thấy cái cây nào mới. Này mang bao nhiêu cây tiền? Đây anh. Cái dâm bụt này nhiều tiền không? Dạ, 5,5 triệu. Dạ. Bụt này là bụt xưa đúng không? Bụt hoa kiểu như này lồng. Hoa đỏ đánh này lồng. Vâng, cái dâm bụt này là bụt dâm bụt cổ ngày xưa, hoa đỏ này. Bụt ta đấy. Hoa là như đèn lồng. Bụt ta đấy. Cái này 6 triệu. Dạ được. Già lắm. Nghệ thuật dáng ngoài Hải ông đi về mất rồi. Dâm bột này được. Dạ. Bảo ra đây gọi anh ra đây đang em gọi cho xe ôm. Về dâm bột bao nóng đây, cao đồ à. Bánh bao đây, đồ bảy thôi. Ai bao nóng đây, già già thì phải nghĩ rồi. Bao nóng đây của anh Dũng An Khánh. Mà đi rồi em nói chuyện gì? Anh hỏi em còn Dũng An Khánh đấy, dừng dừng dành đấy cũng được cái sự đùa. Tiếp tục. Dành thì đẹp hết rồi nhỉ? Ừ. Nhiều tiền không anh? Khoảng 12 triệu thì phải. Không thì em bảo xe ôm cho nó lành. Em xe ôm bên xe ôm được xe ôm bên tâm anh chỉ lo xe ôm đi ạ.
trở về nhà cũng trở về được xa. Được rồi, hôm nay tôi bộ mấy cây như vậy thì xem cái này xem. Này không nhìn thấy gì, rộng lắm. Ngồi trên đá thấm thủy. Nói chung là thấy nó bệt đấy, đây. Dính bệt đây nhưng mà không biết là như nào. Không biết là như nào. Cái ổi thì anh ta nên lấy rồi. Đẹp quá, cái ổi đẹp, to. Tất nhiên đẹp nhưng không phải ai chơi được nó to. Người ta làm thương mại thì người ta lấy về. Thực ra thì đã lấy rồi, không biết là bao nhiêu tiền. Cái ổi quả nhỏ, ổi thóc. Thóc cao độ 4 mét. 4 mét. Đang rất nhiều quả, giờ nó cái ổi khá là đẹp, nhìn sang bên kia xem có cái gì. Chơi sau 86 gì có mà 86 nó hay bỏ răm bỏ tay lắm. Sao này mà tặng cho ngay luôn. Ba. Đút túi luôn. Về cho chậu tròn. Sao này bỏ chậu nó đi đấy chị? Bỏ chậu em ơi. À đây à. Trồng siêu siêu. Trồng thêm cái đấy nữa. Đẹp đấy. Đấy đẹp. Nha. Ồ, linh sam của Thị Lâm. Cảm ơn chị nha. Đấy, ông lùn thì ông chuyển ra đằng kia rồi. Kiếp, con thượng thị của Kiếp. Cái này bóng đẹp là cốt cán thì lại bị trơn quá. Có cái quả khoái riêng của nó. Tôi chả hỏi lắm vì chưa mua của các bác cái bao giờ hỏi nhiều ngại. Yeah.